Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái đầu món phụ tùng của hệ cẩu nhé anh em. Đây là hai cái cuộn dây cót, dây rút nhé. Rút ống này nó bao gồm mà hai cái ống. Đây nó có hai cái ống của cái rắc xay đây này. Đây, rắc xay bên trong nhé. Hai cuộn này nó lăn được nhé anh em, lăn có dây cót nhé, có nghĩa là rút tự động về đó, giống như kiểu cái thước kéo bên này. Đấy. Giống như kiểu cái thước kéo bên này mà nó lớn, nó mang hai cái bộ ống thủy lực, nó xây được nhé. Cái bát ở giữa đây này, cái bát chân này này là nó bắt xuống xuống sàn, xuống nền, rồi cái hai cái sợi dây này chạy theo thước nhé, theo thước cẩu nhé, để làm cái công tác gì đấy chạy theo thước cẩu. Nên kích thước của cái bộ cót này cũng khá là to nhé, đường kính 27 này, đường kính cái vành ngoài thì không tính, đường kính ở vành ngoài khoảng 35 có hơn đấy. Kích thước tổng nhé, từ bên đây này phủ bì qua bên đây là khoảng 41 nha anh em. Khoảng 41 42 cm gì đấy. Cái này đây là hai cái khớp xay nhé anh em. Hai cái khớp xay với hai cái cuộn hai bên nó quay độc lập được này. Nó quay có dây cót luôn, nó tự nó rút về đấy. Kích thước của nó anh em so với cái mâm 12 này, mâm 12 inch này. Đấy. Tháo cẩu rùa 7 tấn nhá. Của cái bộ nó chạy theo thước của cẩu rùa 7 tấn đây. Ống còn ngon lành hết nhá. Đây là một cái ống đứng yên này, ống cấp nguồn vào này. Là hai dòng nhá, là nó rút thước theo thuận nghịch luôn, có nghĩa là đẩy thước ra rút thước vào được này. Bên đây một ống, bên đây một cuộn ống, mấy cái phần kia nó đang rối rối lung tung hết á. Bên đây là phần đứng yên này, bên đây là phần quay này. Quay mà vẫn cấp nhất, vẫn giữ áp được nhé, giữ áp bình thường nhé anh em. Nó chạy theo thước. Nó tương đương, nó tiện lợi và gọn gàng hơn cái kiểu mà sử dụng cái băng tải xích này. Cái kiểu này nè, cái kiểu này nó cũng chạy theo đốt ba này. Đây. Nó chạy theo kiểu giống như mấy cái máy CNC đấy. Chạy nguyên cái máng giữ ống như vậy đấy, nhưng mà cái loại này thì nó xếp theo thước rất là cồng kềnh. Còn cái dây cót thì chỉ cần xếp phía sau cái đuôi thước thôi, hoặc để trên gì đấy, sau đuôi thước hoặc để ở dưới gì đấy, chỗ nào anh em bố trí thì nó sẽ chạy theo thước nhá. Để làm cái công việc khác, ví dụ như trên đây thì nó sử dụng cho khoan này, nó còn một cái đầu khoan bên ngoài nữa, rồi đó là một việc. Còn cái cuộn dây cót này thì anh em có thể làm thước phụ gì đấy, cấp nhớt cho thước phụ gì đấy, ok hết nhá. Rồi, Trung kết thúc video. Có Trung có cái món hàng đơn giản, mô tả cũng khá là đơn giản. Anh em xem đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Nó bị xả ngược lại rồi. Để quấn nhiều vòng trước khi ráo lắp để cho nó. Anh em phải quấn nhiều vòng trước nhé, trước khi lắp để cho nó cái dây cót nó căng nhé, nó mới rút về được. Hiện giờ nó đang chả hết rồi. Đó, bây giờ nó mới bắt đầu có căng một ít này. Đó, dây cót nó hoạt động nhé anh em, còn hoạt động bình thường nhé. Rồi, Trung kết thúc video nhé em. Trung cảm ơn em đã xem video ạ.